hưởng ứng tháng tri ân khách hàng, chào mừng 60 năm thành lập công ty điện lực Thái Nguyên, trong tháng 12 năm 2023, điện lực Đồng Hỷ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng tới khách hàng như tập trung các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất, thực hiện dọn dẹp khu vực trạm biến áp, cột điện, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách